Con kia mắt không? Có, tại mắt này yếu. Có đúng không? Có. Có bốc cái bông khác cái chị ơi, nhiều gì bông mình cứ nhắc này đổi bông thôi. Thấy hơi bị cực rồi đấy. Nhóm trẻ tôi mua là cái gì? Này cái cục nó to á, không lấy ra được. Mình không muốn gãy cái tay luôn. Nhìn nó vậy mới khó lấy. Nó to ấy. Nó khó ra. Đặt nhất chân lên luôn. Để ba hơi xa. Kia bơm nước gì vậy? Nhiều nước bỏ bên sau này đi. Không, bỏ bông sạch qua đây.
chịu đau giỏi ghê à. Đi mà lúng muốn lộng miếng thịt luôn. Như vậy. Đau không? Không da y này mới đau. Mày mỏng còn kia nó bị dày quá. Dày quá. Nó không thấy đau à? Chứ có phần dưới này da mỏng nó mới đau. Trời cái mụn mẹ luôn á, muốn nặn nó nhấc người lên nó nặn nó luôn á.
Gồng mới chứ rung. Gồng muốn đứt cộng ngon máu luôn chứ rung. Không thấy người ta gồng hả? Cái gì? Muộn nữa hả? À. Để nó không thấy một cục bánh mà không biết bánh đi đâu đi. Ủa một ly ai ăn này uống ai nhỉ? Họ có nhầm nhà không? Thành gửi nhầm địa chỉ đấy. Uống xong rồi ăn sáng và đợi gì? Trên thấy bà luôn đấy.
nào cái đèn không chui đầu vô luôn được luôn á. Ê, làm cái ngựa cho nghiệp cái thì vui nhỉ. Mà lấy chai sữa. Em đi lấy mụn bao giờ chưa? Ừ. Cũng lấy nhiều rồi hả? Ừ. Cái kiểu nó lấy nhẹ. Không có đau như này hả? Đau hơn nhiều. Đau hơn nhiều luôn hả? Ừ. Mấy cái dùng cổ chảy nước mắt luôn đó. Nghe sao không nghe? Gió nghe nè. Cái chỗ ngoài đó có cấp heo ngoài này nó làm cái gì ta? Quần áo á.
Mấy cái này em tự nặn hả? Hay nó bị vậy? Bởi, chấm mụn xong cái rửa mặt. Bốc ít bông rồi đi. Đổ cái bông, cái khay bông rồi đi.
Hả? Mẹ chị thay bao tay chưa? Chưa. Mà hai đứa ghê nha. Mày xông hơi ra kìa Như.
này nè. Tự nhanh. Tự để xách cái nha. Cái này cái con nhanh còn là hầu như là gì thì cái này là nó bụi hết nha. Ừ. Đừng có đuối hẳn. Đừng có hẳn.